rồi Barasa Vidanato, tức là đã đạt được cái sự an lạc. Khác hoặc như là bên kia hả? Makka Viraga, tức là như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng đó là khanh tí. Khanh tí hả? Khanh tí tức là sự kham nhẫn, mà chúng ta cũng phải hiểu rằng tức là sự sự quyết định ha, sự quyết định của chúng ta, của chúng ta, sự quyết định của chúng ta, tức là pháp nè, ở trong cái nghĩa ấy. Hoặc như là pháp ở trong cái nghĩa mà cái tâm ly tham nhờ vào đạo. Tâm ly tham nhờ vào đạo. Rồi quý đa nát tô đó là tâm ly tham nhờ vào đạo, đạt được cái sự an tĩnh bờ bên ha. Cái sự an tĩnh bờ bên. Từ cái sự mà an tĩnh bờ bên, hoặc từ cái việc mà giữ gìn với cái trạng thái không có đọa vào bốn cái khổ cảnh đối với đạo đã được tu tập và niết bàn đã được chứng đạt. Rồi kế tiếp nữa là Agapasa Sutta quá, và cũng trong cái bài kinh Agapasa này thì Sarakan, tức là nó có hiệu lực ha, Sarakan tính từ ha, có hiệu lực, có hiệu lực ha, như có hiệu lực tức là cái gì, tức là được được ghi nhận, được trích dẫn đó. À, thế nghĩa chuyện nghĩa như vậy ha. Còn Vuttanchiyatha tức là Vuttan chá còn ít thắt. Ở đây đã được nói như thế nào? Yawata Pikawe Dhamma Sankhara Ariyo Athangiko Makko Te San Akka Makka Yati Ewamari Ewan Adi như như vậy ha. Là Pikawe tức là này các tỳ kheo. Yawata tức là cho đến khi nào ha? Cho đến khi nào do quá ta, hoặc như liên quan, vì do quá ta cũng có nhiều nghĩa lắm nhỉ. Rồi do quá ta chia theo cùng cách là Đam Ma ha, Đam Ma sẽ có cái trạng thái cái Sankhata này, tức là có cái trạng thái này, này cái tỳ khưu đến khi nào mà pháp có cái trạng thái như thế nào. Ariyo Athangiko Makko tức là bát thánh đạo Te Sang Akga Makkhayati đi. Akga ha, Akgan ha, cộng với Akkhayati, Akkhayati tức là được biểu hiện hoặc được xem là tối thượng trong ấy. Tức là này các tỳ khưu. Cho đến khi nào giáo pháp có hả, đọc Sankhata tức là có trạng, có cái đặc tính Athangiko Makko, tức là có đặc tính gọi là bát thánh đạo, thì Te Sang Akga Akgan cùng Akkhayati thì cái sự tối thượng của pháp ấy, hiểu rằng cái Akgan này chúng ta phải hả, sự tối thượng của Tê Sang là sự tối thượng của pháp ấy được được trình bày, được biểu hiện, Akkhayati giá tí được biểu hiện, được trình bày đó. Đây là cái đoạn đó ha. Rồi chúng ta quay lại cái bài kệ ha, bữa nay chúng ta dịch cái bài kệ cái đó, giống như đợt trước sư đã đề cập đến nhỉ. Cái bài kệ gồm 4 câu này ha, cho cái phần gọi là tam quy đầu tiên ha, cho phần tam quy đầu tiên tức là Buddha Sarana ha.
Buenos nha, chứ không phải tâm quy đầu tiên. Rồi. Ở trong cái bài kể này chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái đoạn đầu là kênh á, kênh nó cách thắt cái đa cách mà phần này là chúng ta đã giải thích ở phía dưới này rồi ha. Cái đoạn này là kênh nó tức là do ai, cách thắt tức là ở đâu, cái đa tức là khi nào, cách mà là vì sao. Ba sĩ tăng saranatayam, ba sĩ tăng tức là quá khứ phân tử của động từ và sau tiếng hẳn vậy là nói này được nói, saranatayam tức là tam quy được đề cập đến. Kasma chi đa đi tổ vứt Kasma chi đa đi tổ vứt tá chi đa tức là chá còn ý đá còn a đi tổ còn vứt tá. Vì đâu ở đây ha, ý đá là vì đây và ở đây tại sao mà được nói đầu tiên, a đi là cho vân vân mà cũng có nghĩa là đầu tiên nha, tại sao được nói đầu tiên, anh chị cho tại sao mà ma bút ta ma bi ma bút ta ma bi tức là vút tá cộng a bí ha, cộng a đi tô a đi tô là từ trước nhất ha, chúng ta đầu tiên trước nhất, tại sao được nói đầu tiên đó. Rồi như vậy chúng ta biên cái nghĩa của cái bài kệ này trước đi. Ok, bài kệ đó do ai và ở đâu, tức là kia nó là cách thác nhỉ, do ai và ở đâu xuống hàng, khi nào và tại sao, chúng ta dịch xuôi xuống luôn ha, do ai và ở đâu, khi nào và tại sao xuống hàng. Cái lời nói về tam quy, hỏi như tam quy đã được nói không, chúng ta nói là lời nói về tam quy đi à. Do ai và ở đâu, khi nào và tại sao lời nói về tam quy được nói lên trước nhất à, được nói lên trước nhất, được nói lên trước nhất. Putamabi Adito nha, được nói lên trước nhất. Các vị chờ xin ta. Rồi xuống hàng cái nữa, do ai và do ai và ở đâu là một câu ha, khi nào và tại sao lời nói về tam quy được nói lên trước nhất, vậy năm câu bốn câu rồi không, ba bốn, chúng ta thêm một câu nữa cho cái cụm mà kasma kasma chi đã đi thôi phút tá ha, tức là tại sao được nói trước, vì sao được nói trước, ngoại như tại sao được nói trước. Rồi chúng ta xuống đoạn dưới. Ida naso đa năng katoa. Ewa me tha ta tu parang. Buddhang sarana gamanang. Gamakanya vipawaye. Ida naso đa năng katoa. Ida na tức là nguồn gốc. Nguyên nhân cái duyên sự. Sarana nghĩa đen của nó, tức là danh từ có nghĩa là sự sạch, sự rõ ràng, sự sạch sẽ. Mà cách toa tức là làm rõ ha, làm rõ các nguyên nhân. Ewa mít thá tức là ewa ít thá.
là như vậy ha. Tato Parang, Parang là khác ha, từ đó. Rồi Buddha Saranang, Buddha Saranagamana, tức là Đức Phật cũng như là sự quy ngưỡng. Gamaka tức là Gamaka tức là người đi đến mà bao 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 qua quý bao qua dìa, quý bao qua dìa, quý bao quá tí, dạ quý bao, quý bao, quý bao quê tí, dạ là giải thích và làm cho rõ. Như vậy chúng ta dịch cái mà cách qua các bước biến quá khứ phân từ trước hả, khi làm rõ nguyên nhân, chúng ta biết hả, khi làm rõ nguyên nhân xuống hàng cùng nghĩa khác từ đó, từ ấy đó hả, và cái nghĩa khác từ đó. Thật anh chỉ là sau khi mà đề cập đến cái phần Nidana, từ phần nguyên nhân, rồi giải thích nhiều cái ý nghĩa mà theo nghĩa cũng như theo theo ngữ ha, theo nghĩa từ Attha và Pin và Attha và Pinjantato ha, theo nghĩa khác từ theo gì cùng nghĩa khác từ ấy hoặc từ đó số hàng. Cái tiếp tức là số hàng là quý bà quá dê nè, rồi giải thích về về cái từ Phật đó, chúng ta để chữ chữ Phật chúng ta để cho ngoặc 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 nháy nha, rồi giải thích về Phật xuống hàng quy ngưỡng chúng ta cũng để cho ngoặc nháy và đi đến, tức là đều là sự ha, sự quy ngưỡng là sự đi đến. Rồi kế tiếp Beda Bedang Palanjapi Gamani dành cho đi bây giờ Nam mang sở ra mít cha đi Đuya đua dê bê sả na yô mát đồ Beda Bedang tức là sự thành, sự sự đức hoặc như sự không đức, tức là sự mất hoặc hoặc không mất, mà Palanjapi tức là kết quả của cái việc mà mất tâm quy hoặc như không mất tâm quy, mất quy ngưỡng hoặc không mất quy ngưỡng. Rồi các bạn đi dành cho đi đi ba về, đi ba về đi đi bê tế cũng là minh họa giải thích nha, minh họa cũng là giải thích, động từ nó cũng minh họa giải thích nè. Có thể minh họa, có thể giải thích, mà có thể minh họa có thể giải thích cái gì, các bạn đi dành cho tức là điều mà nên điều mà nên đi đến. Rồi dhammang saranang icchadi tức là dhammang là một từ ha, saranang là một từ, icchadi tức là ý tí cùng a đi ha, y ngắn rồi thành y dài, t đi t y dài rồi thành cc này, cho nên icchadi ha, icchadi đoá dê bê sa, đoá dê bê sa Nayomato. Có giá tức là hai ha. Ở đây anh chỉ cho là hai cái ngôi pháp bảo còn lại đó. Mata tức là được biết hay quá khứ phân tử của động từ bất biết ơn sẽ là quá khứ phân tử của động từ manh nha tí vậy, có nghĩa là được hiểu, được biết. Mà nó giá tức là phương cách. Esa ở đây ta Esa na yomato tức là phương cách ấy được hiểu, gồm hai đó tức là dhammang saranang ha. Ở đây chúng ta không ghi sang găng, chúng ta cũng phải hiểu rằng cả hai đúng ha. Rồi chúng ta biên luôn. Cái từ mà bê đá a bê đăng á, tại vì chúng ta đang nói về cái sự quy ngưỡng, có nghĩa là mất hoặc như là còn. Như vậy hoặc chúng ta dùng cái từ đức và không đức ha. Nên mình, như vậy chúng ta viết luôn là đi bá dê ha. Bê đa bê đăng đi bá dê. Giải thích còn phải không còn.
xuống hàng. Cái việc mà còn hay không còn như vậy nó đều khởi sanh nên kết quả nha. Cái tiếp nữa là đều khiến sanh kết quả. Rồi chúng ta sẽ thấy gamma căn chát, tức là gamma gamma căn cộng chát ha. Và cái gì? Và việc nên đi đến. À. Và việc nên đi đến. Nên đi đến thì ta có đề cập đó nè ha. À, Gamani nhá. Gamani dành cho đi bê nè. Ở như Gamani nhá. Đi bà nè. Việc nên đi đến này. Tức là trong cái trường hợp này tức là đề cập đó là đi đến Đức Phật hay đi đến cái sự mà nương trú đây này. À. Cùng việc nên đi đến xuống hàng quy ngưỡng, tức là Saranang ha, quy ngưỡng pháp và tăng, quy ngưỡng pháp và tăng. À đi ở đây tức là vân vân đó ha, đi tăng Dhammang Saranang rồi Sanghang Saranang đó về bề sanh vô, tức là cần phải biết đó, tức là cũng giống như là hai cái như vậy đó, là hai cái sự quy ngưỡng còn lại đó là esana yomato cũng được biết là esana yo, tức là với cái cách thức giống như trên cái bút đô như vậy đó. Thì như vậy chúng ta còn một câu nữa, tức là cùng một cách thức trên. Câu này thì nó hơi thoáng tí xíu ha, cùng một cách thức trên. Rồi như vậy thôi, mình sẽ đọc lại ha. Giải thích mất phải không mất. Hoặc chúng ta có thể là giải thích mất hoặc còn à, đều khiến sinh kết quả. Mất hoặc còn tức là còn cái sự quy ngưỡng đó, ha. Đều khiến sinh kết quả. Rồi, cùng việc nên đi đến quy ngưỡng pháp và tăng cùng một cách thức trên. Rồi chúng ta xuống về cái tiếp. Anuppavattane karanañca viditise saranattaya metañca upamahi bhakkhasanyeti. Anuppava tức là tuần tự thứ lớp ha. Vavatthane đoạn này chúng ta đã cũng đã coi trong cái phần phía dưới này rồi. Vavatthane đây này, tuần tự thứ lớp đây này. Anuppava vavatthane là karanañca vinidise, tức là sự phân loại, sự phân tích thứ lớp tuần tự. Karanañca vinidise tức là cái hành động karanañca ha, và cái hành động trong cái sự Vavatthane chúng ta chia theo vị trí cách ha, trong cái việc mà phân loại thứ lớp. Karanang karanang cha vinidisa vinidisa cũng là sự giải thích luôn nha, cũng cũng là việc giải thích, động từ việc giải thích, như là giải thích về về cái gì, về cái hành động, về cái hoạt động, về cách thức. À. Về công việc, trong cái về công việc trong sự phân loại tuần tự. Rồi cái tiếp nữa là cái gì? Sarana saranataya metanja, tức là saranataya tức là tam bảo ha. Saranatayan nè cộng với etanja tức là e tăng và chát. Giải thích cái gì? Giải thích cái hành động được phân tích tuần tự và cũng như là và cái sự tam quy. Upamahi bakkha sa dia, upamahi tức là bởi gì, bởi những cái ví dụ, bởi những cái sánh dụ ha. Bakkha sa dia tức là minh họa, bakkha se tí minh họa, cũng được minh họa ha.
Rồi như vậy chúng ta dịch luôn đó là Karena hả? Trường đây các vị cha xíu. Tisu Kusarara wajane su sapasatana Agoti katoa patamang buddho. Ở đây cũng nói về Đức Phật, là Đức Pháp và Đức Tăng. Không. Như vậy karana chúng ta theo nghĩa chúng ta không có dùng là hành động, chúng ta dùng theo nghĩa tức là lý do hay nguyên nhân đi hả, lý do hoặc nguyên nhân. Phương pháp cũng là cách thức luôn. Như vậy đó là chỉ ra cái nguyên nhân. We need this say, chúng ta được nghĩa chỉ ra ha. Giải thích là chỉ ra cái nguyên nhân. Chỉ ra nguyên nhân và cái gì? Và chỉ ra nguyên nhân trong cái sự phân tích tuần tự và tam quy. Chúng ta dịch luôn cái phía trên đó là chỉ ra cái chỉ ra nguyên nhân rồi rồi như vậy là chúng ta biết nè, rồi chỉ ra không chưa các vị cho xem chỉ ra nguyên nhân và chỉ ra nguyên nhân. Trong sự phân rồi chỉ ra trong trong phân loại thứ nhất, trong phân loại thứ nhất, trong trong phân trong phân trong phân tích thứ lớp, trong phân tích thứ lớp, trong phân tích thứ lớp, rồi chỉ ra nguyên nhân trong phân tích, trong phân tích thứ lớp và tam quy cần được minh họa bằng ví dụ à, và tam quy cần được minh họa bằng ví dụ, bằng ẩn dụ hoặc sấm dụ. Rồi chúng ta biết luôn nè, rồi chỉ ra nguyên nhân xuống hàng, rồi chỉ ra nguyên nhân
không ở gì, xin lỗi, trong phân tích thứ lớp phải rồi chỉ ra nguyên nhân về phân tích thứ lớp ở trong đi, chúng ta cho trong đi, về phải về việc nữa, trong phân tích thứ lớp xuống hàng và tam quy cần được xuống hàng. Minh họa bằng sánh dụ hoặc minh họa bằng bằng ví dụ cũng được, bằng sánh dụ đi. Tức là anh chỉ cho cái đoạn cuối ha, mà Đức Phật là ví như nhìn, chúng ta đã liệt kê cũng khá nhiều rồi ha. Rồi. Rồi, xin lỗi ở trên đây chứ. Này. Cái đoạn mà ngày bữa trước mà chúng ta học đó hả? Upamabakasana đây. Này bằng các sánh dụ đây nè. Có rất nhiều không? Rồi như vậy thì chúng ta xong cái bài kể rồi ha. Hôm nay chúng ta qua cái giải thích mà thứ hai cho cái bài tin thứ hai. Điều thứ hai đây chúng ta sẽ thấy rằng đó là cho cái đá Sasikapada nha. Đá Sasikapada. Thật anh chỉ cho là 10 cái điều học ha. 10 cái thành tố, 10 cái thành tố, 10 cái yếu tố nên nên tu tập, nên học tập. Thì đó anh chỉ cho tức là 10 giới nha. Rồi 10 giới này thì các vị có thể đọc trong cái phần Pali rồi. Thì chúng ta qua cái phần bên trong luôn. Thì 10 giới. Rồi 10 giới này, cái đoạn đầu sẽ là Ewang Saranagamanehi. À, cái chờ xíu. Rồi. Ewang Saranagamanehi. Đoạn này ha. Rồi Sasanno Tarang Dasetua. Sasanang otinena upasakena wa papacitena wa yesu sikhapadesu patamang sikhitapang ta nidasetum nikitasa sikhapada patasa idani wanana wanat wananat thang ayang matika. Rồi em là như vậy ha. Saranagamanehi, bởi cái gì? Bởi cái sự quy ngưỡng, bởi những sự quy ngưỡng ha, chúng ta ý vì rằng quy ngưỡng Đức Phật, quy ngưỡng Đức Pháp, Đức Tăng ha, cho nên bởi những sự quy ngưỡng. Sasano ta năng, Sasano ta răng chứ, xin lỗi, Sasano ta răng, Sasana cộng với ô ta rá ha, ô ta răng, Sasana tức là giáo pháp, Sasana tức là giáo pháp, mà ô ta rá tức là vượt qua, đạt đến chứ, xin lỗi, đây là danh từ ha, ô ta rá này là đạt đến. Dasetua toa từ đâu mà đến, Daseti trình bày cho thấy, tức là sau khi mà cho thấy cái việc mà đi đến giáo pháp, tức là gia nhập vào 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 giáo pháp ha, bởi những việc quy ngưỡng như trên như vậy đó, bởi những sự quy ngưỡng như như vậy thì sasanang otinena upasakena wa papacitena wa Yesu Sikhabadesu Bathamang. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng đó là ở đây quá khứ phân tử, rồi ở đây Sikhitapang là chúng ta chia theo tức là Bathamang, Bathamang Sikhitapang ha. Chúng ta đi đi từ trên xuống nha. Sasanang là giáo pháp rồi. Otinna. Otinna tức là hoan hỷ ha. Otinna hoan hỷ vui thích tính từ với việc hoan hỷ giáo pháp. Rồi upasakena là bởi người cận sự nam, upasaka là bởi cận sự nam hoặc là bởi người xuất gia. Yesu sikhapadesu tức là trong trong các
Thường thì Sikha Pada thì chúng ta hay gọi là học giới, nhưng mà chúng ta là Sikha cộng với Pada nha. Sikha tức là Sikhitapa cộng với Pada tức là thành phần. Pada nó có rất là nhiều nghĩa nha. Lát nữa xuống phía dưới thì chúng ta sẽ coi cái nghĩa gọi là Pada nè. Pada nó cũng có nghĩa là, thường thì chúng ta cũng có thể là dịch là bước chân nè, bàn chân nè. Rồi Pada nó cũng có nghĩa là câu hoặc bài kệ, ví dụ như Dhamma Pada. Rồi cái Pada trường hợp chúng ta phải hiểu rằng đó là thành phần. Tức là cái thành tố mà nên được Sikhitapan, tức là nên được tu tập, nên được học tập. Sikhitapan. Sikhitapan. Như vậy là Pathama Sikhitapan tức là cái phần mà nên được tu tập đầu tiên trong giới, trong những cái học giới ha, trong những dòng, trong những cái dòng, trong những học giới nào, bởi ai? Bởi người cận xử nam hoặc là bậc xuất gia. Cận xử nam ám chỉ cho là cận xử nữ luôn nha, mà đây chúng ta chỉ biết tắt như vậy, upasake đó, chứ không cần phải viết ra là upasika luôn ha. Tức là người xuất gia và người tại gia. Mà người xuất gia và người tại gia như thế nào, nó có cái đặc tính gì? Là hoan hỷ ở trong giáo pháp. Tức là sau khi trình bày, sau khi cho thấy được cái việc mà đi đến giáo pháp nhờ vào cái việc quy ngưỡng như trên, tức là quy ngưỡng Tam Bảo rồi. Rồi thì là những cái thành phần, tức là những cái học giới mà đầu tiên ở trong những cái học giới nào mà những cái học, xin lỗi. Sau khi như vậy rồi bắt đầu đó là học giới Bathamasiketapang, tức là những cái điều học cần phải được làm đầu tiên, cần phải được học tập đầu tiên đối với những cái học giới nào mà nhờ mà ai học đầu tiên là bởi bởi những người cận xứ nam. Như vậy chúng ta dịch luôn cả cái này đi chung luôn ha, Bathamasiketapang tức là những học giới cần được đầu tiên, cần được xin các bạn đầu tiên cần được học tập bởi những người cận xứ nam hoặc những người xuất gia có lòng tin nơi giáo pháp trong những cái học giới. Rồi bắt đầu là ta đi đê xê tung, xin lỗi, đắc xê tung nikita sát sikha bada patha sikha bada bathasa idani wanana wanana Đa-xê-tôn đó là chia theo nguyên mẫu ha, hoặc là vị trí cách, tức là để trình bày về cái ấy. A ní là chia theo nguyên mẫu số nhiều ha. Nhưng mà cái ấy thì chúng ta có về Nikita-sa. Nikita-sa tức là quá khứ phân từ của động từ Nikhati, có nghĩa là sắp đặt, đã sắp đặt. Mà sắp đặt như vậy chúng ta chơi chi cùng cách gọi là Sikha-ba-đáp ba thát xá ha, sikha ba đó tức là học giới nha, mà ba thá đó, cái từ ba thá phía sau này này thì nó cũng có nghĩa là đọc, ví dụ chúng ta dùng trong cái nghĩa là khuddaka ba thá tức là tiểu tiểu tụng, đọc hoặc như là tụng đó, theo kiểu đó đó. Còn ba thá nó cũng có nghĩa là kinh điển luôn nha, sikha ba đó ba thát xá. Rồi ida ní là ở đây wanna what wanna wanna rồi ấp thăng à, ý nghĩa mà được giải thích ayang matika bởi những cái tiêu đề. Như vậy thì chúng ta dịch đó là được trình bày, được trình bày.
Vata sự để đánh dấu pháp này rồi. Là ở đây, Ida ní là ở đây hả? Ở đây cái ý nghĩa, những tiêu đề có ý nghĩa được giải thích đối với Ba Thái trong trường hợp này chúng ta dùng theo nghĩa gọi là nó viết tắt của nếu mà viết tắt của Khuddaka Patha thì là tiểu tụng, nhưng mà Sikkhapadapatthana trong cái kinh văn gồm những cái học giới Sikkhapada mà để chia cùng các Nikhita này, tức là để chia cùng cách ha, mà được sắp đặt, mà đã được sắp đặt. À rồi, như vậy chúng ta dịch cái này ta ni đắc xê tôn này ha. Sau khi mà trình bày cái nào, trình bày cái sự đi đến là giáo pháp, nhờ vào cái việc mà nhờ vào cái việc 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 mà tâm nhờ vào cái việc mà quy ngưỡng như vậy ha, tức là ta ni đê xê tôn nè. Để cho thấy, để cho thấy cái điều ấy, để cho thấy cái sự vi ngưỡng ta ni, tức là xích xích khí xích kha pa đa ni, cho thấy những cái học giới ấy chứ không phải à. Xích khí à. Ở đây tiêu đề này có ý nghĩa được giải thích đối với kinh, chúng ta tạm thời chúng ta gọi cái này là Ba Thá là kinh văn trước ha. Đó thì chúng ta coi sao vậy. Đối với cái kinh văn bao gồm những cái học giới Sikkhapada mà đã được chế định ha, đã sắp đặt à. Để cái gì? Để cho thấy được, để cho thấy những học giới ta lý chúng ta anh chị gọi là Sikkhapada. Sikkhapada, tại vì ba đá là danh từ trung tính nghĩa Sikkhapada, thì người ta ní. Rồi sau đó thì chúng ta vẫn có cái bài kệ giống như là cái phần phía trên này ha, cái bài kệ này chúng ta để sau ha, à, vẫn là gen nó nhất tháng này, này chúng ta sẽ dịch sau. Trước tiên thì chúng ta đi vào tuần tự trong cái này cái đã, rồi chúng ta sẽ trở lại dịch cái bài kệ sau giống như cái phần trên. Tathā etāni Banatipata Viramani Ti Adini Dasasikabadani Pagawata Ewa Vutta Vuttani Nasawaka Dihi. Ở đây tức là ở đâu? Ở trong cái phần này, tức là ở trong cái phần bài kệ này này, bài kệ trên này, hoặc như là ở trong cái phần mà Sikkhapadawanana, quên, Sikkhapadawanana tức là giải thích à, giải thích về các học giới nha. Rồi Sikkhapada Pathamatika tức là cái tiêu đề về kinh văn. Rồi chúng ta dùng theo nghĩa kinh văn luôn ha. Cái tiêu đề cái chủ đề mà để tụng đọc về, không, chúng ta dùng theo nghĩa tụng đọc đi. À, tức là cái tiêu đề về việc mà đọc tụng những cái học giới. Theo cái phần bên đây nè, đọc tụng những học giới ví dụ Banatipata sau khi mà nói là quy ngưỡng rồi bắt đầu mới thốt ra lời, mà cái việc tức là xin xin chấp nhận cái điều học này, mà cái việc kiêng tránh cái việc mà sát sanh nha, cho nên chúng ta dùng theo nghĩa đọc tụng ha. Rồi như vậy ở đây chúng ta cũng theo nghĩa đọc tụng nè. Rồi tách thá trở lại đây, tách thá tức là ở đây ha. Etani banati bata weramaniti Viramani tí hả? Mà chúng ta ngưng một chữ ha. Viramani ta etani manati pata viramani tí. Rồi adini tức là vân vân ha.
Dasasikapadani tức là 10 cái học giới này. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng chủ từ sẽ là gì? Sikkhapada đây nè. Danh từ trung tính nhỉ, mà chủ cách sẽ là ăn a ní hả? Chia theo số nhiều ta gì? Dasasikapadani tức là 10 cái học giới này. Vuttani là được thuyết. Ê quá. Chỉ được thuyết bởi ai? Bởi Đức Phật. 10 cái điều học này bao gồm ở đây đó là tức là Banatipata, Weramani, vân vân. 10 cái điều học này bắt đầu á, khởi đầu từ cái việc mở Weramani tức là sự kiên chánh ha. Và cái việc mà kiên chánh sát sanh. Vân vân. Thì được thuyết ra, thì được Đức Phật thuyết ra. Không phải là Savaka đi hiến, tức là không phải bởi các vị chư thiên văn. Không phải đệ tử của Đức Phật ha. Tức là 10 cái điều giới này là lần đầu tiên mà được nói ra đó là bởi Đức Phật chứ không phải là chư vị thiên văn nha. Rồi ta ni cha sa quát thi văn. Sa quát thi văn vút ta ni chê ta quên nê anh ta bình cách sa aram nê ayasman tăng ra hu lăng. Papa, papa chê tòa kapila quát thu tô. Sa quát thiên anu bát tê na. Sa ma nê ra năng sikha bá đá. Quát thà bá nát thăng vút tăng. Tới đây hả? Ta ní vút ta ní nè, ta ní tức là cái gì? Sikkhapada ní hả? Ta ní tức là những cái học giới đó. Vút ta ní được được nói ra, được nói ra ở đâu? Sa quát thi văn tại sa quát thi hả? Sa quát thi nữ tính hả? Mình chia sa quát thi văn nhỉ? Chia vị trí khác nhỉ? Những cái học giới này được nói ra, được thuyết ra, được Đức Phật thuyết ra tại sa quát thi. Chia ta quan niệm anatapinikasa arame, tức là trong cái khu vườn, trong cái khu vườn của ông Anathapindika. Rồi Ayasman tăng ra hu lăng papa chê toa. Ở đây đang chia theo đối cấp này này. Tức là tôn giả ra hú lá sau khi xuất gia. Kapila vát thú tức là từ Kapila vát thú. Sa vát thinh Anupatena. Anupatti nó tức là anupatta nha, anupatta tức là quá khứ phân từ, có nghĩa là đạt đến, đi đến, tức là đi đến Sawatthi từ mà Kapilavatthu. Samanera năng sikkhapada vattha samanera tức là sau khi mà vào cái hạ thứ bảy sau khi Đức Phật trở về ha. Kapilavatthu tức là quê 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 nhà, quê nhà của ngài vậy. Để hóa độ những biến thuộc từ đức vua Bình Sa Vương ha, từ Đức Vua Tịnh Phạn vậy, rồi bắt đầu là ngài cũng dẫn con ngài đi rồi cho xuất gia vậy, thì như vậy đang ám chỉ cho tôn giả mà ra hú lá gì nha, được xuất gia mà sau là từ từ Sikha Bada rồi Wawatha Banatha năng Wawatha Banat. Tức là ý nghĩa này được cái thân này là ý nghĩa nha. Quá quá tha ba ná tức là được 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 sắp đặt. Được sắp đặt ha. Được được sắp đặt. Cái ý nghĩa này được sắp đặt về các học giới đối với sa nhi, samanera đối với các sa nhi. Nhờ vào cái việc mà đi đến Sawatthi từ Kapila Vatthu. Anh chỉ cho là tô của tôn giả ra hú lá nha. Rồi vứt tăng he tăng tức là hí e tăng tức là thật vậy, điều này đã được nói, đã được nói như thế nào chúng ta sẽ thấy rằng Atakho ở đây anh chỉ dẫn cho mấy hai quốc gái nha. Atakho bhagava kapila vatthusmin yatha pirantang viharitva yena savatthi tena charikang bakkhami bakkhami. Rồi như vậy câu đầu chứ ha. Đầu trước đi. Atakho tức rồi ha. Rồi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thấy Bakkami. Bakkami. Bakkami là rời đi ha, là đi. Bakkamati đó mà chia ra Bakkami tức là bất định khứ nha. Bất định khứ. Còn Charikang tức là
nó có nghĩa là danh, nó có nghĩa là danh từ ha, có nghĩa là sự đi, sự dông ruổi, du hóa. Cái từ mà charikang bakka mí này chúng ta dùng theo nghĩa tức là du hóa nha, du hóa, tức là đi tuần tự thứ lớp từ nơi này đến nơi khác như vậy đó. Rồi Thế Tôn ha, Thế Tôn nè, ở đây như vậy bắt ca mí là bất định khứ ngôi thứ ba số ít nè, cho nên chủ từ sẽ là bắt qua. Rồi Thế Tôn, Thế Tôn như thế nào? Quý Hari Toa, ở đây có một cái bước biến quá khứ ngôn từ, chúng ta sẽ dịch cái này trước ha. Dẫu rằng cái này đó là chia cùng cách với lại, chúng ta có thể dịch là chia cùng cách với lại và bắt ca mí luôn nha. Tức là rồi Đức Thế Tôn đã trú tại Viharati, tức là trú ha, trú tại cái gì? Trú tại Kapilavatthu, trú tại mà Kapilavatthu, tức là kinh thành Kapilavatthu, mà Yattha Pirantang, Yattha Pirantang là Yattha cộng Abhirantha, Abhirantang nha. Yattha Pirantang chúng ta gặp nhưng chung với nhau luôn. Yattha là giống như, mà Abhirantha là vui thích, tức là hai cái từ đó ghép lại nó sẽ là theo nghĩa tức là nhiều đến thỏa thích, hoặc như là tự hưởng thụ. Như vậy là chúng ta sẽ dịch đó là rồi Đức Thế Tôn sau khi trú tại Kapilavatthu cho đến tùy thích, cho đến tùy thích, Yattha Virantang cho đến tùy thích. Rồi bắt đầu ngày như thế nào? Ngày Yena Tena, cái cụm là Yena Tena hả? Yena Sawatthi là Tena Charikang Bakkami, tức là ngài mới dông ruổi, ngài mới rời khỏi, hoặc ngài mới đi đến, đâu? Đi đến Sawatthi, đi đến Sawatthi hả? Rồi cái tiếp nữa. Anubhavena charikang charmano yena sawatthi tadavasari. Anubhavena tức là Anubhava, hồi nãy chúng ta nói là tuần tự thứ lớp ha. Mà charikang charmano tức là khi đang du hành tuần tự thứ lớp thì yena sawatthi tadavasari tức là tăng cộng avasari nha, tăng cộng avasari. Avasari cũng là avasarati nha, còn avasari cũng là bất định khứ nha, cụ động từ avasarati, sarati có nghĩa là cũng là cũng đi đến, cũng đi đến nha. Như vậy tức là ngài đã đi đến Sawatthi khi đang du du hành tuần tự thứ lớp hả? Tức là sau khi du hành tuần tự lớp ngài đã đi đến Sawatthi. Rồi Tatarasu đăng Bhagava Sawatthi yang viharati chia tâm nền tập kinh kasa arame. Tatara tức ở đấy, Tatara là ở đấy. Còn su đăng, su đăng cái từ là từ tự thêm vào thôi. Nhưng mà nếu mà dịch thích thì cũng có nghĩa là như vậy. Từ đệm thôi, từ đệm thôi. Ở đấy Thế Tôn trú tại, chủ từ ha, phải chúng ta để chúng ta cũng thể là như vậy ha, chúng ta cũng có thể dịch là như vậy được. Dạ, số đang hoặc chúng ta để chúng ta bỏ luôn từ đó cũng được. Ở đấy Thế Tôn trú tại Sabathi trong chùa của ông Anathapindika ha. Tại sao quách thi trong khu vườn, trong cái khu vườn của chia tá này nè, tại ngôi chùa của ông Anathapindika. Rồi bắt đầu tên là tena khobana samaye na, tena khobana samaye na tên là lúc bấy giờ, rồi lúc bấy giờ, tena samaye na lúc bấy giờ hả. Atakho samane ranang etarahosi. Rồi cái gì samane ra năng, ở đây chia theo cách thứ tư, cách thứ sáu ha. E tăng, e ta đa hồ sĩ, tức là e tăng cộng chữ a hồ sĩ nha. Chữ m đó chữ ăn rồi này, khi mà nó cộng đi trường hợp này nó đổi thành chữ d nha. E ta đa hồ sĩ tức là điều này đã có, điều này đã khởi lên, điều này đã có cho các gì, cho các sa di,
cho các sa di như thế nào, tức là điều này đã khởi lên cho các sa di đó sau khi mà tôn giả, sau khi mà ngài Rahula vào đã xuất gia giáo pháp của Đức Phật rồi, thì lúc đó là nhiều vị cũng gửi con, nhiều nhiều người cư sĩ cũng gửi con mình vào trong chùa để xuất gia đó. Nhưng mà cái thuở mà ban đầu như vậy, khi mà chưa đến chế định cái học giới đó, thì các vị sa di không biết là rằng đó mình cần phải làm gì, mình cần phải thọ trì cái điều chi. Cho nên những cái điều này nè, cái e tăng này nó khởi lên cho các vị sa di ấy nè. Khởi lên như thế nào? Katilu kho amha kang sikhaparami sikhaparani katthaya amhehi sikhitapanti. Cá tí tức là bao nhiêu nha. Nú khô, nú ở đây theo trường hợp tức là trong cái câu hỏi nha, được đặt trong câu hỏi. Âm ha căng là cho chúng ta. Mấy 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 hàng mang mê âm hăng âm ha mang căng nô. Sikkhapadani, như vậy chúng tôi sẽ ra Sikkhapadani nha. Có bao nhiêu cái mà học giới cho chúng ta? Rồi cách thá chát âm hê hít Sikkhitapan. Xích khí tấp băng ha, cũng chia tên như vậy, tức là còn cách thá ở đây á, cách thá nó cũng có nghĩa là ở đâu, mà tức là tới đâu đó, à, tới đâu, tức là những cái học giới này, tức là xích khabada ní này, chúng ta lặp lại ha, xích khabada học giới đó cần nên học tập bởi chúng ta cho đến thế nào đó. Thứ nhất là hỏi là có bao nhiêu học giới cho chúng ta, rồi chúng ta nếu mà dịch xuôi đó là chúng ta nên ha, các học giới nên được nên, các học giới nên nên được chúng ta thọ trì như thế nào đấy, mới dịch kiểu kia đó, thì là các học giới nên được thọ trì bởi ta nô khô. Chúng ta có một cặp nô khô. Ừ, chúng ta hiểu thì nghĩ như vậy đi. Ừ, chúng ta hiểu như vậy ha. Tức là có bao nhiêu học giới chúng ta, rồi chúng ta các học giới đó nên được thọ trì bởi chúng ta như thế nào đó. Rồi kế tiếp nữa là Bhagavato Etamattang Arojesung. Mình cộng luôn ha. Etamattang tức là Etang Attang à. Arojesung. Arojesung từ cái động từ Arojeti ha. Ở đây cũng là bất định khứ luôn. Bất định khứ mà số nhiều nha. Hả? Đúng là số nhiều. Như vậy là ý nghĩa ấy được nói Bhagavato từ thế tục. Đúng rồi, cũng được chia theo cách thứ tư và cách thứ sáu.
thứ tư và cái thứ sáu là Bhagavato. Bhagavato chứ không phải Bhagavanto. Là đối với Thế Tôn, ý nghĩa lời nói này, đối với Thế Tôn ý nghĩa lời nói này đã được thốt lên, đã được nói lên, tức là Thế Tôn đã nói lên lời ý nghĩa này. À, cũng như vậy ha. Rồi, Anujjanami Bhikkhave Samaneranandassasikaparani Tesucha Samane Rehisikitum Banatibata Viramani Jata Rupa Rajata Ở đây chúng ta sẽ thấy hồ cách là Bhikkhave này các tỳ khưu. Ở đây động từ Anuccha nó tí tức là chấp nhận, đồng ý, cho phép. Anuccha là miếng. Thường khi mà Đức Phật sẽ nhấn mạnh trong cái câu nói mà nhấn mạnh diễn tả cái ý nghĩa, tức là đồng thuận, chấp nhận, hoặc như là chống đối, hoặc như là ngăn trừ đó, thì động từ sẽ được đưa lên trước ha. Thì trong trường hợp chúng ta Anuccha tức là ngôi thứ nhất, số ít ha, tức là ta cho phép này các tỳ khưu, ta cho phép cái gì? Đã sanh sức kapada, tức là 10 cái học giới này, samanera năng cho các sa di, tức là người tập sự nha. Samanera tức là samana, còn era là người đang tập sự trở thành một bậc sa môn, cũng xuất phát từ cái từ samana nha, sa môn nha. Tê xuống chá sa nê rê hi sĩ khí tung. Tức là cho phép 10 cái học giới rồi rồi. Rồi để cái gì? Để được thọ trì bởi gì? Bởi những vị sa di trong những cái học giới ấy. Tê xuống hả? Thì những cái học giới đó là vân vân. Ví dụ như là Banatipata Viramani, tức là sự kiên tránh việc sát sanh. Rồi sự kiên chánh, sự cha ta rupa parichata, tức là cha ta là vàng ha, rupa là bạc nha, tức là sự patikahana, tức là sự nhận, sự cất giữ vàng và bạc. Rồi cái này ở trong trích ma học ha, chúng ta xuống đoạn kế tiếp. Tani Samadaya sikhati sikhabade suti sutta nusarena saranagamane sucha dasita batha nusarena banati bata viramani sikhapadang samadiyamiti ewang wajana makgang arobitaniti. Tê ta ní tức là ta ní cộng với e ta ní e ta ní ta ní e ta ní theo nghĩa là chúng ta sẽ coi coi trong cái phần mà ngoặc nháy này đó, thì là trích dẫn ở trong mà đi cái ca giá ha, và mấy chín mấy cái ca giá vi bằng giá, tức là sao mà đại gia sikha tí sikha ba đề xuống, chúng ta giải quyết trong cái đó trước cái đã. Sao mà đại gia tức là sau khi bắt đầu bước biến quá khứ phân từ của động từ mà có mang nghĩa là sau khi chấp nhận nha. Bước biến quá khứ phân từ của động từ sao mà đi gia tí là sau khi chấp nhận, sau khi thọ trì, sau khi chấp nhận mà 10 cái điều học đó rồi. Sikkhati, Sikkhapadesu, Sikkhati tức là học tập, thực hành. Sikkhati là học tập, là thực hành, là đang tập sự. Sikkhapadesu tức là trong cái gì? Trong cái học giới. Sau khi thọ nhận rồi bắt đầu mới học tập, sau khi chấp nhận rồi bắt đầu mới thực hành, mới tập sự cái học giới. Rồi Sutta Rusarena, Sutta Nusarena Saranagamanesu, rồi
Dasita ba tha anusarena. Ở đây anusarena và ở cùng đây ở đây anusarena tức là phù hợp thôi. Phù hợp. Hoặc như tuân theo, dựa theo cái gì? Dựa theo trong kinh đây nè. Sutta-nusarena với cái việc mà y cứ vào kinh, tức là trích dẫn trên đây ha. Rồi Saranagamanesu trong cái việc mà quy ngưỡng Dasita, tức là Dasati ha, là trình bày đó, cho thấy vậy. Ba tháp tức là cái cách đọc á, cái cách đọc mà đã được trình bày, tức là từ ba na tiếng ba ta trong cái phần đấy, y chang ha. Anusarena tức là với cái việc mà y cứ và cái cách đọc mà đã được trình bày ở trong mà trình bày ha, mà đã được trình bày ở trong cái việc quy ngưỡng bởi cái việc y cứ theo kinh, thì trình bày thì ở đây sẽ là Banatipata Guramani, các vị để ý nha, khi mà các vị viết vào với nhau đó, viết dính với nhau như vậy thì chúng ta đọc đọc Guramani nha. Còn khi mình tách ra đó mà Guramani nhưng mà phải chia cách nữa rồi. Cho nên Banatipata Guramani Sikkhapadang Samadhiyami. Samadhiyami tức là chấp nhận. Thọ trì. Thọ trì cái gì? Sikkhapada tức là học giới. Mà Guramani tức là cái học giới với cái việc mà kiêng chánh sự sát hại chúng sanh. Ewang quá chánh na mắt găng Arobitani tí Vedi tập ba ní Vedi tập ba ní như vậy là ta ní e ta ní là Vedi tập ba ní tức là ta ní e ta ní tức là những cái ấy ha là cần phải được hiểu. Nó chỉ cùng cắt ở đây rồi. Ở đây qua chánh na mắt găng đó là cái quay chân áo tức là cái lời nói như vậy, còn mắt giá tức là cái cách cách thức ha, cho nên theo nghĩa như vậy. Đọc ha, như vậy. Rồi cách đọc nha, đây là cách đọc nha, quay chân áo mắt găng tức là cách đọc, còn arobi Arobita ní nha, Arobita ní cộng ý tí, Arobita ní có nghĩa là Arobita là được nói. Quá khứ phân từ của động từ Arobeti. Được được sắp đặt chứ, xin lỗi, được sắp đặt. Được sắp đặt, chúng ta dùng cái nghĩa được sắp đặt. Được sắp đặt. Như vậy là ta ni e ta ni phía trên này ha. Quy tắc 3 tức là những cái điều ấy cần phải được hiểu rằng, cần phải đi hiểu rằng như thế nào? Tức là cái cách đọc như vậy mà đã được sắp đặt ở trong kinh điển ha, như vậy là như thế nào, sẽ là Banatipata Guramani Sikkhapadang Samadhiyami. Rồi cái cách đọc như vậy á, nó có ảnh hưởng, nó y theo cái gì, y theo cái cách đọc mà đã trình bày phía trên, hoặc là đánh giá, hoặc là trong cái việc quy ngưỡng, trong sự quy ngưỡng nhờ vào hoặc nhờ y cứ vào kinh điển, y cứ vào trong kinh, dựa vào cái bài kinh này, dựa vào cái bài trích dẫn này, Sammadaya Sikkhapadi số, cho nên chúng ta dịch từ dưới này dịch lên ha. Rồi Ewang ta quá yena yattha yadam yasma Ewang ta quá, cho nên đó, cho nên là mới đắc thấp bô tức là cần cần được biết ha, hoặc cần được hiểu mà nó giá xô, tức là cái cách thức như vậy, cách thức tên là dê nó dắt thái giá đa, tức là cái đoạn đầu của cái bài kể này. Rồi đoạn đầu bài kể này chúng ta sẽ dịch sau ha.
Rồi giờ sao? Rồi bây giờ chúng ta qua cái đoạn Sadarana Vishesha Vavatthana. Sadarana có nghĩa là chung hoặc là tổng quát, còn Vishesha tức là sự khác biệt, đa loại, đa dạng hoặc là nhiều loại, đa dạng ha, đa dạng tổng quát rồi còn đa dạng nữa, Vavatthana. Vavatthana tức là sự sự sắp đặt. Đúng rồi, chúng ta dùng cái nghĩa sự sắp đặt. Xác định làm sự phân tích, chúng ta dạy nghe từ phân tích nha, Vavatthana phân tích, sự phân tích mà tổng lược hoặc như là chi tiết, quý sẽ xác là chi tiết nha, tổng lược hoặc chi tiết, phân tích tổng lược hay chi tiết. Rồi rồi chúng ta đi tiếp ha. Cái đoạn phía dưới là Etthaccha adito đuê chatuttha banchamani upasakanang samanera nanja sadaranani nityasila vasena. Tôi lấy một câu này thôi. Thắc là ở đây Adito tức là đầu tiên ha, ở như là khởi đầu, mà đuê hai ha, Chatuttha và Banh Giám Má, Chatuttha tức là thứ tư và thứ năm, thứ tư và thứ năm ở đây tức là anh chị cho là hai cái điều giới mà đầu tiên, mà thứ tư và thứ năm cho anh chị với cái điều giới gì? Tức là nói dối và uống rượu đúng không? Trong trong 10 cái điều giới này này, thứ tư và thứ năm là Musawada nè và Surameraya nè, thì hai cái điều giới này được gọi là Adi Dwe Chatuttha. Thì hai cái điều giới đầu tiên này thì Upasakana Sama Samaneranancha Sadharanani Nichasila. Với cái mãnh lực, với cái mãnh lực hoặc như là vị vị đây được gọi là thường giới à. Mà Sadharanani chúng ta sẽ chia theo cùng cách gọi là Chatuttha Panchamani nha. Như vậy là hai cái điều giới đầu tiên, hai cái điều giới thứ tư và thứ năm đầu tiên được gọi là chung nè, được gọi là chung ha, được gọi là chung cho cả gì, cho cả Upasaka và Samanera, cho cả người cận sự và cũng như là cho vị sa di. Và chính hai cái điều giới này được cũng được gọi là Nichasila Vasena, tức là bởi cái gì, bởi cái ý nghĩa, bởi cái giới luôn luôn phải có mặt, hay được gọi là thường giới nha, vì giới luôn luôn có mặt, ta phải luôn luôn có hai cái điều này. Rồi cái tiếp nữa là Ubo sattha silavasena bana upasakanang satta satta matthamang che kang angang katwa sapapachima vachani sabbani bi samanerehi sadharanani. Dịch cái đoạn đi trước đi. Ta cho phải đi trước hả? Ubo sattha silavasena tức là vị, đây là giới được thọ vào trong ngày một Bồ Tát Upasatha. Còn ha, chúng ta là bán nó còn. Còn nhưng mà chúng ta sẽ kiếm cái chủ từ đây này. Ở đây chúng ta sẽ đăng cắt toa là một cái nữa ha. Cắt toa tức là
sau khi làm mà ăn gá tức là một nhóm, ăn gá là phần, ê căng tức là một phần ha, ê căng ăn gan tức là làm thành một phần, làm thành một phần cái gì, sám mắt sát tá sát tam má nha, sát tam má là một từ, bây giờ át tam má là một từ, sát tam má là thứ bảy và thứ tám như vậy đó. Còn còn cái gì, còn cái điều giới, còn cái điều học mà thứ bảy và thứ tám á thì được gom lại thành một. Được gom lại thành một đối với người cận sự. Vì đây là giới mà trong ngày Upasatha. Thứ bảy và thứ tám tức là Nacchagita Vaditta Visukarasana. Rồi Malaganda Vilepana Dharana Mandana. Đúng không? Trong ngày Upasatha chúng ta còn nhớ không? Cái giới thứ bảy và giới thứ tám được gom là con xin thọ trì điều học là tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa dịch thơm, hoa vật thơm dội phấn và đeo tràng hoa đó, bao gồm là nách giá là ghi tá nè, nhạc là đờn nè, vân vân nè, rồi ma lá rồi tràng hoa rồi hương thơm nè, rồi bôi chét nè, rồi trang điểm mandana vipusana, gặp lại cho cái ngày Uposatha à, rồi kế tiếp nữa là Sappabacimma vacchani Sappanipi Samanerehi Sadarane chưa hết cái vé đó hả. Sappabacimma tức là tất cả, còn tất cả và Bacimma tức là sau đó, tất cả những cái điều học sau đó. Vacchani tức là những cái lỗi lầm sau đó ha, tất cả những cái lỗi lầm sau đó tức là những cái việc mà phạm giới sau đó. Vacchani Quách rồi cái tiếp nữa là Sabbani cộng với ý bí. Sabbani là chia theo quách gia ní nha, những cái lỗi sau đó, tất cả những lỗi sau đó à. Rồi sẽ là cái gì, Sadarana ní sẽ là chung cho cả mà sa di, những cái lỗi sau đó tức là cái gì, Uccha Sajana Mahasajana rồi Chata Rupa Rajata Patikahana tức là cái chỗ Mahasayana Ujjayasayana. Ujjaya tức là cái chỗ nằm ngồi cao ha. Mahasayana tức là Asayana, Asayana tức là cái tại vì mình dùng cái từ ngoại cụ và tọa cụ luôn, tức cái chỗ nằm ngồi luôn à. Tức là trú xứ ha, cái trú xứ cao và đẹp, tức là cái nếu mà nó là tòa cũ không thì chúng ta sẽ bỏ cái ngoại cũ, tức là cái giường mà không được, chúng ta cũng phải gom chung luôn, tòa cũ và ngoại cũ đúng ha, cao út giá ha, và maha tức là cao và rộng và lớn và to nhỉ, rồi cha ta rupa rồi rajata patikahana vàng và bạc ha, chấp nhận vàng và bạc, hai cái điều giới này ám chỉ cho cả mà sa di, chung cho cả sa di luôn. Rồi kế tiếp nữa là pachimapana samanera Samanerama umewa visesa butanti ewang saradana visesato vavathanang katapang. Còn còn cái gì? Bà nói là còn ha. Còn 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 bách chí mang, còn những cái giới mà còn sau đó. Còn những cái giới sau đó. Sara Sama nera năng nha, tức là của sa di nhưng mà e quá chỉ của sa di nha. Còn những cái giới sau đó là Visesa Bhutanti, tức là Visesa tức là hồi nãy nó chung ha, con này riêng à, à, chung và riêng ha, Visesa chung và riêng. Bhutanti tức là còn những cái còn lại đó thì được, còn những cái còn lại đó thì là riêng cho chỉ sa di mà thôi. Evansadharana Visesato Vavathanang Katapang. Vavathanang năng tức là hoặc là chúng ta nói để đề cập đó là sự phân tích cần phải được làm, sự phân tích cần phải được làm cho cái việc, tức là sự phân tích về chung và riêng cần phải được làm như vậy đó. Tóm lại cái câu này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng á, phía trên đó là hai cái điều học mà thứ tư và thứ năm á,
thì được gọi đó, được liệt kê đó thành, được phân là thành hả, thành chung, được phân đó thành là điều điều giới chung cho cả mà người cận sự cũng như là người người, người xuất gia, ám chỉ là vị sa di, vì rằng đây được gọi là thượng giới à, nên là giới thượng phải có, tức là hai cái điều giới mà gọi là musawada và suramirya, không nói dối và không uống rượu. Còn kế tiếp nữa là uposatha, nguyên cái đoạn này đấy thì là anh chị nói rằng đó là cái mà điều giới thứ 7 và thứ 8 này nè được gặp chung lại thành một cho người cận, cho người tại gia cư sĩ khi mà họ thọ trì mà uposatha thôi. Còn những cái điều giới còn lại, tất cả những cái điều giới còn lại đó, dẫu rằng cái vachani là tức là những cái tội lỗi ha, tức là anh chị cho một người mà phạm 10 cái điều đó thì được gọi là 10 cái điều tội ha. À, còn 10 cái điều giới còn lại thì đó là được phân loại thành là cũng là chung luôn, cũng là chung luôn, là sadharana, sadharana là tổng quát luôn cho tất cả sa di ha, bởi tất cả sa di chung cho cả sa di, rồi paccimapanasamanne, rồi những cái điều giới còn lại đó thì cũng có tính chất là riêng luôn mà cho chỉ sa di mà thôi, tức là cái này đó vừa là chung và cũng là vừa là riêng, có tính chất là vừa riêng cho sa di thôi. Rồi yêu văn tức là, và cái sự phân tích về cái việc mà chung và riêng như vậy cần phải được làm như vậy ha. Cái tiếp tức là Purimani, suy nghĩ đây được Purimani citta panca ekanta akusala citta samuthanatta banatibata dinang bhakati vachato viramaniya sesani Bannatti vachato ti evaṃ bhakati yacca yaṃ vachaṃ. Để chúng ta làm tới cái dấu phẩy trước. Và ở đây chết thác, và ở đây Purimani Pancha tức là đầu tiên ha, mà ở đây sẽ có là năm cái gì, năm cái mà Banati, năm cái Veramaniya, chúng ta dịch cái y canh tá trước đi. Y canh tá có nghĩa là chắc chắn ha, chắc chắn, mà chắc chắn cái gì, chắc chắn akusala citta, chắc chắn đây là tâm bất thiện đây, samutha, samuthanatta tức là samuthana, samuthana tức là khởi sanh ha, mà có cái trạng thái khởi sanh từ cái tâm bất thiện, từ chắc chắn là cái tâm bất thiện rồi. Banati bata dinang tức là cái việc mà sát sanh ha, vân vân. Ở đây chia của adi, adi năng. Bakati là thông thường, vachato từ cái lỗi mà thông thường, viramaniya tức là cái sự thọ trì. À, như vậy là, và ở đây năm cái điều giới đầu ha, năm cái sự kiên chánh đầu nè, Bancha Viramaniya, năm cái sự kiên chánh đầu tiên từ cái lỗi mà thông thường, từ cái lỗi thông thường thế nào, hoặc như đối với những cái mà những cái tội nhưng mà thông thường, những cái tội mà thông thường như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, thì là có cái trạng thái tức là khởi sanh từ cái tâm bất thiện, chắc chắn là khởi sanh từ cái tâm bất thiện. Đây là khẳng định ha, năm cái điều đầu đó là khởi sanh từ cái tâm bất thiện. Rồi cái tiếp nữa là Sesani Panati Vachanoti Sesani tức là những cái còn những cái điều học còn lại nha, những điều học còn lại. Mình nhắc tới là chế định, được gọi tên Vachato tí, tức là đối với những cái tội mà được định danh. À, ở đây xin à, còn những cái gì, còn những cái học giới còn lại đó thì được gọi là tội mà được định danh mà thôi, e căn bắc bắc tí già chết dân quách chăng. Như vậy cái tội nào
À, như vậy đó là những cái tội còn lại đó thì được gọi là tội theo kiểu định danh, tức là tội thông thường thôi. Do chế định đấy ha. Ví dụ như cái việc mà ví dụ như ăn sái giờ, năm cái điều giới đầu đó, khi mà một người cho dù là có thọ giới hay không thọ giới, khi mà người đó phạm á, thì người đó chắc chắn sẽ phạm nghiệp. Còn nếu mà người đó mà có cái niềm tin nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp và thọ trì giới đó, thì người đó vừa phạm nghiệp mà vừa phạm giới. Còn riêng từ cái điều giới mà thứ sáu đổ đi này này, thì cho dù người đó có thọ giới hay không thọ giới thì người đó không phạm nghiệp. Nếu mà người ta có thọ giới thì người ta phạm giới, nên nếu người ta phạm thì người ta gọi là phạm giới. Còn nếu mà người ta không có thọ giới mà người ta phạm thì không được gọi là phạm giới, vì rằng ví dụ như khi mà đói mà ăn như vậy đó thì chắc chắn không có tạo ra nghiệp gì cả. Nhưng mà nghiệp ở đây chúng ta phải nói rằng nghiệp đó, tức là khi mình ăn mình tham đắm trong cái vấn đề mình ăn, hoặc như mình mong cầu, mình muốn, mình tầm cầu cái thực phẩm đó. Ví dụ như mình đang thèm, thay vì đó hôm ngày này uống bồ sắp thái vậy, nhưng mình đang thèm, mình chịu không nổi vậy, mình không giữ được buổi chiều vậy, mình cũng cố gắng mình đi ra mình kiếm cái gì nó thỏa thích theo đúng cái khẩu vị của mình mua mình ăn như vậy. Thì như vậy đó, cái việc mà mình ăn á, cái việc mình ăn do cái sự mà phạm giới, khi mà mình bỏ và mình nuốt khỏi cái cuốn họng như vậy đó là mình phạm giới, thì cái điều giới đó đó nó không gây ra nghiệp, nhưng mà nó nghiệp đó là do cái tâm tham, từ cái lúc mà mình muốn khởi lên mình muốn đi ăn, rồi mình bị cái tâm tham nó chi phối vậy, cho đến khi mà mình ăn mình thỏa thích được rồi. Thì cái đó là luôn cả những cái tiến trình mà tâm tham nó khởi sanh liên tục như vậy ha. Cái đó là mới là cái mang nghiệp đấy. Cho nên từ cái giới mà thứ sáu nè, rồi nghe múa hát cũng như vậy, đeo tràng hoa cũng như vậy, rồi chỗ nằm ngồi nó quá cao cũng như vậy, rồi cất giữ vàng bạc cũng như vậy luôn. Những cái này là đều không có phạm nghiệp mà chỉ là phạm tội nếu như mình có thọ trì giới. Thọ trì giới ở đây mang nghĩa tức là mình tuyên thể, theo nghĩa tức là mình tuyên thể, mình hứa khả, mình tuyên bố rằng, mình nhắc trong lòng rằng, hoặc có thể mình tuyên bố trước tăng chúng là hôm nay con sẽ thọ trì Sammādhiyāmi, chứ không phải là ai cho mình, ai ban cho mình cái điều học điều giới này cả. Nên không ai mình không mình có thọ trì từ ai hết, mà mình chấp nhận Sammādhiyāmi, chấp nhận cái điều học này do chính Đức Phật thuyết. Hồi nãy trong cái đoạn đầu chúng ta thấy đề cập không, cái này là do ai thuyết ra, cho chính Đức Phật thuyết đầu tiên chứ không phải là do các vị đệ tử nha. Cho nên đó là giới ở đây tức là mình xin, ví dụ như mình có thể tự thọ được, hoặc như mình xin, mình nhờ một vị trưởng lão chư tăng hướng dẫn cho mình thọ trì giới cũng như tam quy vân vân. Cho nên là cái từ này được gọi là năm cái điều, còn những cái điều giới đầu đó là do chế định ha. À, cho nên là cái sự mà cái quách giá này, quách chăng, tức là cái sự phạm tội mà thông thường thôi, cái sự phạm tội thông thường. Đơn thuần thông thường thôi, bác cái tí chúng ta cũng như là thông thường đơn thuần ha. Còn quách chăng, dân quách chăng banapiya cha dân thì tăng quách tha bê tắc bằng, những cái tội nào mà là chế định ha, thì những cái tội ấy cũng được thiết lập, cũng được chế định luôn, cũng được quy định luôn nha. Tới những cái tội nào mà thuộc theo cái kiểu mà theo cái nhóm hồi nãy chúng ta nói là sự chế định đó, cũng được mà quy định luôn nha, quy định cho các vị sa di luôn. Rồi, chúng ta qua cái phần mà Sādhāraṇa Vibhāvanā. Mình xin mời vị nào hoan hỷ đọc cái đoạn này. Đọc tới đây thôi, cho các vị đọc cho hoan hỷ. Uống nước này. Có vẻ như không có ai online ai ở trước máy à. Im hết rồi. Rồi thôi, đọc luôn. Yasma chết thác
Viramani Sikkhapadana Sikkhapadang Samadhiyami Etani. Etani sappa sadharanani badani tasma ete sang badanang yanjana to cha atthato cha ayang sadharana vipavana veditappa yasma tasma thôi, do vậy thôi. À, chúng ta sẽ nói là yasma chá ít thá ở đây và ở đây và ở đây cái gì etani sappa sadharanani badani hồi nãy chúng ta có đề cập đến bada tức là cái gì tức là phần đó ha sikha bada đó tức là cái phần mà cần phải học tập cái điều cái phần cái thành tố thì trong trường hợp này là các thành tố chung Sabbasadharanani các thành tố chung ấy là các thành tố chung do các thành tố chung nào và ở đây do các thành tố chung nào tức là ám chỉ cho là Viramani Sikkhapadang Samadhiyami tức là các thành tố ở đây tức là xin chấp nhận con xin chấp nhận con xin chấp nhận các thành tố để học tập để giữ gìn hay chúng ta được gọi là học giới đó. Với cái sự mà kiên chánh rồi ở đây tại sao tasma ete sang ba đa năng vien cha na to atha to cha a yang sa đa tại sao cần phải được hiểu sa đa rana tức là sự giải thích chung cần phải được hiểu cái sự giải thích chung cần phải được hiểu cái sự giải thích chung này cần phải được hiểu tại tại sao sự giải thích chung này tức là sadharana vipawana nha sự giải thích chung này Weditabha cần phải được hiểu đối với hoặc như là từ từ cái việc danh chánh áp từ 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 ngữ và attha tức là và nghĩa từ ngữ và nghĩa của cái gì của cái ba đa năng etasang của những cái thành phần ấy à, những cái thành phần ấy anh chỉ là sẽ giải thích trong cái ý nghĩa mà Viramani cho này ha đó, thì phía dưới đây sẽ là giải thích cho các phần Pianjanato về phần ngữ tattha ở đây đối với cái phần ngữ đó thì ta wa werang marati ti weramani weramani hả quê răng ở đây đó thì chúng ta hiểu theo nghĩa tức là danh từ ha có nghĩa là nó cũng có nghĩa là kẻ thù mà nó cũng có nghĩa là sự sân hận ở đây đang giải thích cái từ mà quê Ramani đây nè còn má ná tí hả má ná tí có nghĩa là sự hủy hoại hủy diệt như vậy đó là hủy diệt kẻ thù như vậy ta quá như vậy thì được gọi là Viramani bằng cái việc tức là kiên chánh là kẻ thù ở đây ám chỉ cho là cái tội lỗi rồi kế tiếp đó là Virang Bajahati quê rằng bachahati có nghĩa là sự từ bỏ à, cái gì động từ là từ bỏ nha quê bachahati là từ bỏ quý nô đe tí là gì loại trừ pianti karoti tức là
hủy diệt. Rồi Anapawang Gametiti. Anapawang là ná còn apa quá hả? Ná apa quá thì gặp chung lại như vậy là Gametiti, tức là đi đến cái sự mà diệt tận. Nguyên cụm nó sẽ đi đến sự diệt tận. Như vậy đó, với ý nghĩa là Apo nè, Chanh chá nó tô ở đây với ý nghĩa là cái gì? Sự từ bỏ, loại trừ, diệt tận, đi đến chấm dứt hoặc đi đến tận diệt ha. Quê răng, cái sự hận thù hoặc y như là sự sân hận hoặc y như là đúng rồi, quê rá thì chúng ta dùng cái nghĩa như vậy thôi. Tội lỗi đi, chúng ta dùng thêm nghĩa tội lỗi đấy nha. Quê rá là tội lỗi. Tội lỗi đi. Tội lỗi. Rồi, như vậy là tội lỗi ha. Ta qua quê rằng Marati tí quê rami quê ramani, tức là sự hủy hoại cái tội lỗi, sự diệt trừ cái tội lỗi, như vậy thì được gọi là Weramani. Rồi nguyên một loạt những cái động từ như vậy. Để loại trừ đi cái sự tội lỗi. Để kế tiếp. Weramati wa etaya karanaputaya weramha bukaloti vikarasa vikarangkatwa weramani. Viramati ở đây cũng là sự sự diệt tính, xin lỗi, diệt nha. Viramati là động từ diệt, hoặc ở đây qua nữa là hoặc, hoặc là sự diệt tận, sự diệt mất đó. Etaya karana bhutaya viramha bukaloti, hay là người, hoặc là bukaloti đây là chủ từ nha, hoặc là người, người như thế nào, người rồi. Ở đây động từ được để đến trước ha, hoặc là người mà Viramati, hoặc như là người mà chấm dứt, chúng ta dùng cái từ chấm dứt Viramati ha, hoặc như là người mà chấm dứt cái gì, chấm dứt cái tội lỗi, chấm dứt hoặc thoát khỏi cái Viram gì Viramha này, thoát khỏi cái tội lỗi, thoát khỏi cái tội lỗi mà Karanabuta, Karanabuta giá. Nhờ vào cái việc mà khởi sanh Bồ Tát, nhờ vào cái việc mà có được, như khởi sanh hoặc như là có được ha, mà karana tức là cái việc làm, cái việc làm ấy, tức là cái việc làm mình phải thọ trì, mình phải kiên tránh nó đi, thì nhờ như vậy cái tội lỗi nó mới được loại trừ, nó mới được dập tắt. Rồi cái tiếp là vikarasa vi vikarangkatwa viramani. Vikarasa, Vekarang, Vikara và Vekara đều giống nhau hết nha. Vikara và Vekara. Vikara ở đây tức là chúng ta dùng theo nghĩa là chờ xíu.
Rồi, Wiramani tức là sự kiên chánh theo đồng nghĩa, tức là cái sự này vậy, sự 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 siết chặt hoặc như là sự thay đổi, sự sửa đổi. Như vậy là Vekara Katwa tức là làm cái sự thay đổi đối với. Tại Vekara và Vekara đều giống nhau hết rồi. Đều giống nhau hết. Cho nên mới được gọi là Wiramani, là sự thay đổi hoặc sự siết chặt, tức là ngăn lại thân và khẩu không cho phạm phải những cái điều học phía trên ha, ví dụ như sát sanh trộm cắp. Thì bằng cái việc là phải cẩn trọng, phải giữ mình, rồi phải canh chừng, vân vân, nên phải có sự chủ động ha. Rồi kế tiếp nữa là tê quá chết thắt, tê quá chết thắt, quý ramani sikha badan tí đuôi đoà sách cha dân cái rôn tí. Đây, ở đây chúng ta sẽ thấy rằng tê quá chết thắt tức là tê nát cộng với e quá chết thá, và ở đây chỉ với cái gì, và ở đây hai cái đi đoa này nha, hai cái loại mà sách cha dân, sách cha dân là gì, sách cha giá thì chúng ta nhìn theo nghĩa tức là sự nhắc lại ha, tức là ám chỉ cho sách cha dân cái rô tí, tức là được nhắc lại hai lần ở đây đấy, với cái từ như vậy nó được nhắc lại hai lần bằng cái nghĩa tức là Wiramani Sikkhapadang hoặc là Wiramani Sikkhapadang đều đồng nghĩa với nhau hết nha, Wiramani còn Wiramani đều giống nhau hết nha. Rồi tiếp sự là ở đây giải thích cái ba đăng này này, Sikkhitappa ti Sikkha được gọi là Sikkha tức là sự học, tức anh chị cho là điều nên làm, điều nên học tập Sikkhitappa nha. Sự học ở đây anh chị cho tức là điều đáng hoặc điều nên nên học, nên tu tập, nên thực hành. Rồi kế tiếp nữa tức là Bachate Anenati Badang, Bachate tức là từ động từ Bachati, Bachati là đi đến, có thể đi đến cái gì, Anena Anena tí tức là Anena Anena tức là Anena, đây là phiên chỉ đại từ của từ ý má nha. Anena bởi cái ấy, có thể đi đến bởi cái ấy, cho nên mới được gọi là ba đằng. Anena. Đây. Đây Anena ha. Đây là cách thứ ba của phiên chỉ đại từ ý má nha. Anena, imina. Anena anena tí, có thể nhờ cái ấy mà đi đến, cho nên mới được gọi là bá đăng, do nhờ nhờ cái gì mà có thể đi đến được, có thể đạt đến được, thì như vậy được gọi là bá đăng. Theo nghĩa tức là bước chân, mang nghĩa là bàn chân. Mà chúng ta không có dùng cái nghĩa bàn chân được. Bàn đá tức là nhờ vào cái gì mà có thể đi đến, có thể đạt được. À, chúng ta dùng cái nghĩa đạt được á, thì cái đó nó mới được gọi là những cái yếu tố, những cái thành tố. Rồi, Sikkha giá bà đăng, Sikkha bà đăng tức là những thành tố, tại là Sikkha đây là nữ tính nha, của cái việc mà học tập, của cái sự mà tu tập, sự rèn luyện, thì được gọi là Sikkha bà đăng, đó là học giới. Rồi Sikkha giá Andi Gamu Bayoti Atho, tức mang cái nghĩa tức là upaya giá tức là phương cách ha, cách thức mà đạt đến cái việc học đó, cho nên mới được gọi là Sikkha Pada. Kế tiếp nữa là
Atthavamulanissayopatithatibhuttohoti. Rồi hoặc 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 ha, qua hoặc 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 cái gì, hoặc mu lăng đi xa vô, hoặc về nguồn gốc. Bát tít tha tí tức là mù lá theo nghĩa tức là nền tảng đi ha, tức là nó là nền nền tảng đi xa vô, tức là sự sự nương tựa, sự hỗ trợ nền tảng, sự nâng đỡ. Bút tăng hô tí a tha a tít tha tí đây anh chị, tên là cái gì, là cái Sikha Ba Đăng này ha. Sikha Ba Đăng này đó, nó được gọi là, nó được gọi Vút Tăng Hô Tí, nó được gọi là Mu Lăng Đi Sa Vô, nó được gọi là cái nền tảng, nó được gọi là sự nương tựa, sự nâng đỡ. Mà Bát Tít Tha Tí đó là để được trụ vững, để được tồn tại, để được trụ vững ha, tức là để được. Hoặc có nghĩa là cái ba đá này, tức là cái cách thức này, là cái nền tảng, là cái sự nâng đỡ. Patithati để chủ, để có thể học được, để có thể chủ được, theo nghĩa tức là patithati. Ồ, patitha thôi chứ. Xin lỗi, nhầm rồi. Đúng rồi, nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi. Có ra chữ tí nha. Ở đây là chữ tí, đáng lẽ đó là chúng ta có hai cách viết, một chúng ta thêm một cái dấu này ra thì chúng ta nhìn sẽ rõ hơn này. Còn nếu chúng ta không nhìn nó thì nhìn là nhầm, tưởng là động từ chứ. Patitha tí nha, Patitha. Như vậy đó. Như vậy cái Sikha Ba Đá này này, cái Sikha Ba Đăng này nó sẽ là cái, nó sẽ là cái nền tảng, nó là sự giúp đỡ, sự nâng đỡ. Patitha cũng là sự nâng đỡ luôn nha, sự giúp đỡ, sự nâng đỡ. Thì nó mới được gọi là nền tảng, sẽ giúp đỡ, sẽ nâng đỡ. Kế tiếp, Veramani e wasikha padang, Veramani sikha cái học giới, chỉ cái sự kiên chánh nè. Học giới mà chỉ có sự kiên, chỉ bằng sự kiên chánh, nữ tính hả? Sikha Ba Đăng, cái học giới bằng cái việc kiên chánh, chỉ bằng việc kiên chánh thì được gọi là Veramana Sikha Ba Đăng, tức là thọ trì cái điều học mà kiên chánh đó. Hoặc như cái hình thức thứ hai nữa là đủ tí dê na na dê na, tức là với cái cách thức thứ hai nữa, tức là quý ramati xin lỗi, quý ramani sikha đăng. Rồi cái tiếp nữa là samadhiyami, samadhiyami. Ở đây giải thích cho cái từ samadhiyami này, tức là con xin chấp nhận. Ở đây Samma tức là chân chánh ha, là đúng đắn. Còn Adiyami có nghĩa là nhận lấy, nhận lấy, chấp nhận, cột chặt, nắm giữ. Nhận lấy hoặc nắm giữ. Như vậy con xin nhận lấy hoặc con xin nắm giữ một cách đúng đắn, một cách chân chánh thì được gọi là Sammadiyami. Rồi Awitikamana Dipayena Akhanda Karitaya Achida Karitaya Asapala Karitaya
cha a đi già mi tí vút tăng hồ tí à quy tích cá má tức là ná cộng với quy tích cá má quy tích cá má ná hả quy tích cá má ná cái lại a đi ba giá nhà a đi ba gì ná ná là phân từ phủ định không ha quy tích cá má tức là vi phạm như vậy là không có cái sự phạm lỗi a đi ba gì ná với cái gì với cái ý định a đi ba giá tức là với ý định với chủ đích với cái chủ đích là không phạm lỗi rồi akhanda karita nhé akhanda tức là ná cộng với khanda khanda tức là quá khứ phân từ có nghĩa là bị gãy vụn giới mà bị đứt karita nhé tức là quá khứ phân từ của người kariti rồi achida tức là ná cộng với chida là quá khứ phân từ của người chindati nha có nghĩa là bị lụng hoặc như bị đứt hồi nãy bên đây là chúng ta dùng cái từ mà gãy rồi ha gãy đứt thì bên đây là chúng ta xài từ lủng lủng hoặc thủng rồi asapala tức là ná cộng sapala sapala tức là bị cũng quá khứ phân từ luôn cũng là bị hoen ố như vậy là không có bị hoen ố mà karita tức là chúng ta dùng theo nghĩa tức là xin thọ trì một cách chân chánh rồi con xin nắm giữ chấp nhận một cách thọ trì của chân chánh. À, đi già mới tức là con xin chấp nhận thọ trì. Xin chấp nhận thọ trì như vậy. Bằng cái gì? Bằng cái ý định không vi phạm ha. Bằng cái chủ đích đó là không có để cho phạm các điều học. Nhờ vào cái việc làm đó là không để cho đứt. Carita nhờ vào việc làm không để cho đứt giới cũng như không để cho thủng giới cũng như không để cho hoen ố giới rồi thôi chắc hôm nay chúng ta tạm nghỉ tại đây ha tạm nghỉ tại đây dạ, xin kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây phần phước phát sanh do sự chia sẻ pháp kính dâng đến tất cả chư thiên và xin chỉ định tất cả các vị ngưỡng mong quý vị luôn luôn được an lạc lạc trong chánh pháp của Đức Phật Gotama và được kết thúc bài học. Kính mời các vị hồi hướng một câu Buddha Sasanang Chirantithato 3 lần. Buddha Sasanang Chirantithato, Buddha Sasanang Chirantithato, Buddha Sasanang Chirantithato, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Dạ, chúng con xin tri ân sư ạ. Nó gì mà im re vậy trời. Dạ hồi nãy anh mới anh mute cho hết rồi thưa sư. Sư đọc mệt quá, sư căng mình đọc.